Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, các bạn nhớ bấm nút like, đăng ký để cập nhật những clip mới nhất từ mình nhé. Tiếp tục video này, mình giới thiệu cho các bạn tham gia một dự án có tên là The Daddy Token các bạn. Mình nhận token Daddy nè. Token này nó tiềm năng như là con Binbi nha các bạn. Thì để tham gia giá hôm nay, các bạn click phần link mô tả bấm Start nè các bạn. Sau khi bấm Start xong, các bạn bấm Join List các bạn. Rồi nhiệm vụ đầu tiên, các bạn follow Twitter và Reddit bot nè. Trên Twitter nó các bạn theo dõi nè, rồi các bạn like nè, các bạn tweet lên nha bạn, hoặc trích dẫn tweet gì cũng được. Các bạn tăng dạy các bạn mình vào rồi bấm up lên nè. Tiếp tục thì các bạn upload top 5 bot on, nghĩa là chắc các bạn like 5 bài của nó các bạn. Giờ đây các bạn like nha các bạn, bấm nút like nha các bạn. Đây là gì ta, bỏ đi. Rồi các bạn like cho nó 4-5 bài nha các bạn. Mũi tên đi lên nè. Rồi các bạn bắt up lên nha các bạn. Tiếp tục các bạn join sao cái dit nè. Trên cái dit các bạn bấm sao join net nha các bạn. Các bạn cũng like vài bài nha các bạn. Cái này. Rồi các bạn bắt up lên nha các bạn. Rồi các bạn subscribe kênh YouTube nữa nè. Rồi các bạn bấm đăng ký nha các bạn. Sau khi đăng ký xong thì các bạn tiếp tục join kênh group nè. Hello anh. Rồi các bạn bắt up lên các bạn. Rồi các bạn bấm vào mục submit detail nè các bạn. Submit Telegram username. Ui trời. Đây thì nó kêu các bạn submit username tại Twitter và username Telegram luôn các bạn. Hồi đó giờ mở thấy cái dự án sầm lông sầm thiệt. A cộng win VNNH9. Các bạn điền username Twitter nó, các bạn cách một cái các bạn xuống giọng các bạn ui username Telegram. Username Telegram mình nha các bạn. A cộng 5 số 2 245. Rồi các bạn gửi cho bot nè. Subscribe YouTube channel link thì các bạn gửi lên cái link YouTube của mình nha các bạn. Thì trên YouTube các bạn nhấp vào ảnh avatar của mình, nhấp vào kênh của bạn, các bạn nhấp vào ba kênh cùng, các bạn nhấp vào chia sẻ, các bạn sao chép cái đường link URL tới YouTube mình nha các bạn. Các bạn gửi lên cho bot nè. Tiếp tục các bạn submit lại profile link Reddit thì các bạn nhấp vào Reddit nè các bạn. Các bạn lấy các bạn nhấp vào ảnh ba cho ảnh cùng nữa các bạn. Các bạn nhấp vào ảnh avatar của mình nha các bạn. Các bạn nhấp vào ba cái ảnh cùng nè. Các bạn sao chép username cái tít mình nè. Đường link profile cái tít mình dán và gửi cho bot nè. Các bạn gửi cho bot xong xuôi thì các bạn gửi địa chỉ bên bên smart chain bet20 trên YouTube chocolate nha các bạn. Các bạn sao chép đây nè. Các bạn gửi cho bot nữa. Rồi bấm bấm mi balance để check số cần mình kiếm được nha các bạn. Sao không có cái gì xuyên tới bot lót chậm. Ok, mình đã nhận được 4 tít. Rồi bấm ghép form lên ghép mình chia sẻ cho bạn bè và người thân để kiếm được số cần nha các bạn. Như vậy là video dự án này ăn chia 50 lucky win nhận 42.500 số cần, chỉ giá là 100 đô. Tổng pool là 5.000 đô nữa các bạn. Thì đây là kèo random may mắn các bạn. Ok, như vậy video mình đến đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn tất cả các bạn ở những video clip tiếp theo từ mình nhé.